Nếu bạn có nhu cầu mua app, hãy đến với sopsikẹo.vn. Sop app Free Fire giá rẻ uy tín, hiện tại đang giảm giá 50% tất cả các vòng quay. Và đặc biệt là tỷ lệ mà anh em nổ hũ trúng 19.000 kim cương còn dễ hơn anh em kiếm người yêu trong mùa đông này. Hãy đến với sopsikẹo.vn. Hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Xích Kẹo nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nhảy dù ngay ở chỗ tháp đồng hồ nè. Ui, cái gì đấy vỡ đâu? À, còn một đứa nữa nè. Làm sao? Cái gì đấy? Này, ui. Chrono cả. Sợ quá luôn. Rồi nha, phải nói là cái này là tháp đồng hồ mới rất là đẹp luôn anh em ơi. Ui ôi, cái gì đấy bạn ơi? Này, này lên bảng điểm số này, ngồi đấy mà cái gì? Hiện tại thì mình vẫn đang còn ốm, thế nên là giọng nghe nó kiểu hơi bị ngạt mũi một xíu thì mọi người thông cảm nhá. Khổ vá hay rồi anh em ơi, từ hôm đến giờ vẫn ốm. Nếu như mà tớ mà không ốm thì chắc là tớ sẽ ra nhiều video cho anh em xem á. Thề luôn, nghe cái giọng thế này không biết là anh em có thấy thương tớ không chứ lại. Chán quá cơ anh em. Ok. Thế là từ nãy đến giờ thì mình mới chỉ có 2 kill thôi. Hôm nay thì với cái trận đấu này là mình cứ phần đầu tầm khoảng là 10 kill top 1 anh em nhỉ. Ui thế cho nó gắt, thế cho nó kiểu là VIP Pro, siêu cấp VIP Pro luôn anh em. Anh em thấy được không ạ? Và công nhận thì sau khi mà cập nhật cái bản đồ đảo quân sự 2.0 này, ui mình thấy là đồ họa đẹp vai cả trưởng ra luôn. Đấy, thế là kẹo vào chơi đấu danh ấy, là mãi nó mới ra cái bản đồ đảo quân sự 2.0. Hiện tại thì đấu danh anh em vẫn sẽ là auto pick 3 map. Đấy là một là đảo quân sự thường này, đảo quân sự 2.0 này và đảo thiên đường. Nói chung là ui ôi. Và vật phẩm nó là cái vũ khí dìu đã quay trở lại anh em. Không, mình nghĩ là cái này nên gọi là lưỡi hái. Giống kiểu lưỡi hái mà mấy ông thần chết hay cầm á. Mặc cái bộ trang phục khủng long này hợp vai luôn. Thề với anh em luôn, lại bảo với tớ là không hợp đi. Dạ. Ui, cái gì đấy? Nào, kia. Ui ôi, anh ơi, anh chạy đi đâu đấy hả anh ơi? Em đang ở đây cơ mà, anh làm gì đấy hả? Ui ôi, thằng áo trắng. Áo trắng có làm cho anh em lo lắng không nhờ? Vai cả đôi. Ui, anh ơi, em đang ốm. Anh làm gì đấy? Kia. What the? Từ, anh này làm sao? Ui, bỏ mẹ ông. Anh em ơi, nó bắn tớ ghê quá. Sợ vai gì luôn. Tìm mèo nào. Ôi bạn ơi, bạn đừng bắn tớ thế, tớ sợ kia. Hỏi thật luôn chứ không hiểu kiểu gì ấy. Nó lại cứ đứng sau cái cột kia anh em ạ. Vai cả ghê. Tha cho tớ nhá, đừng có bắn nhá. Này, ui ôi, vỡ đầu. Thế mà không vỡ đầu cơ. Ui, mình tưởng là cái fan lúc nãy phải vỡ đầu chứ anh em ơi. Thế mà nó vẫn không vỡ đầu. Đúng là số đen, vẫn cứ đen anh em ạ. Số nhỏ vai cả trưởng ra luôn. Dạ ok, thì kẹo đổi qua cái combo súng này anh em thấy ổn không ạ? Một cây gấu da này, với lại một cây shotgun M1887. Ui, combo này súng bắn thì rát thôi rồi anh em ạ. Gấu da bắn người ta gọi là bắn không trúng, không trượt phát lào chứ anh em. Bảo súng không trúng phát lào thì ai mà xài gấu da đúng không? Ok, wow. Ui, vật con mẹ nhà bà vã thì nãy giờ tớ mới chỉ có một trái bông keo. Wow, cái cảm giác mà anh em kiếm trái bông keo trong cái trận đấu này nó khó khăn vãi lì luôn. Yeah, anh em theo tớ nhá. Và anh em hãy theo chân chú khủng long xanh đỏ tím vàng này. Chú khủng long bị lăng beng hắc lào. Thế thì chú khủng long nó bị xanh xanh lại còn đốm đốm nữa anh em, mà hỏng hết cả bánh kẹo luôn. Thế. Ui ôi, map đẹp ghê nhờ anh em nhờ. Cái này là map nó thay đổi hoàn toàn con mẹ nó luôn anh em ạ. Đảo quân sự 2.0 bét xa xua. Tớ lại vừa nhặt được cái cánh hoa đảo chứ. Thế là cái huy hiệu để anh em lại mua súng á. Ui, phải nói là cái khu vực này nó là cái gì nhỉ? Khu dân cư thay đổi hoàn toàn map luôn anh em ạ. Ui vãi. Thế bạn nào kiểu mới chơi đảo quân sự 2.0 là thấy hơi bị lạ lạ nhá. Mình cảm giác là bản đồ nó tươi sáng hơn nhiều và được anh em ạ. Ui, nói với anh em chứ cái lần update này của Garena phải nói là ui vãi cả trưởng rồi anh em, đồ họa mắc pinh con mẹ nó luôn. Ui, cái gì đấy? Anh ơi, anh đừng rong chơi, đừng mải mê những điều ngu si, nó vẫn chạy anh em ạ. Tớ lùa theo luôn. Nhưng mà cái này là nhà L đấy à? Ui vãi cả. Cái nhà L này rộng vãi luôn anh em, kiểu như là tớ không nhận ra luôn. Đảo quân sự 1.0 thì nhà L nó nhỏ lắm. Cái này đảo quân sự 2.0 nhà L to quá. Exhaust vỡ đầu luôn. Wow. Mới có 4 kill đấy á. Thế này thì bao giờ mới top 1 anh em ơi, thôi thì cố gắng nhá. Ui kìa. Ui. Bắn thế không vỡ đầu anh em, quả thanh niên đặt tên trà sữa.
Chắc là ở nhà ấy suốt ngày uống trà sữa nên là đặt quả tên trà sữa nhờ anh em nhờ. Được luôn anh em. Yeah. Và tớ xem nào, sẽ là chúng ta có gì không nhá. Ui, cái gì đấy? Thằng nào bắn đấy? Thằng nào bắn ở đâu đấy? Người ta đang ốm ấy, thề luôn. Ốm như tớ chả có tinh thần chơi game cái gì hết anh em ạ. Mũi nó cứ bị nghẹt, chảy nước mũi khổ anh em ạ. Nó rất như kiểu mấy đứa trẻ con ấy. Mũi này là tớ chơi game nó hơi kém tí anh em thông cảm nhá. Ở giọng nghe nó cũng hơi phở tí nhá. Đâu rồi? Đâu rồi? Ui, đẹp vãi. Thế luôn cái đồ họa này làm tớ cảm giác nó hơi lạ một xíu. Ok. Ở nay cái thằng kia đứng cầu thang nó bị đơ, nó bị lác à? Anh em nó lại không thèm bắn tớ cơ. À thế à? Được quá nhở, khá quá nhở. Con thanh niên lại không thèm bắn cả mình cơ. À thằng này được, láo. Ui ôi, để coi nào. Sẽ là chú láo với anh như thế nào nhá. Yeah. Nó sợ anh em ơi, nó sợ, nó trốn tôi rồi. Ui tôi tưởng là như thế nào cơ. Thì ra lại là một thanh niên kiểu nhát cái, sợ trốn mình luôn. Ui, bạn ơi, ai lại trốn như thế? Tớ đang ở đây, tớ đang làm gì bạn đâu. Khổ thanh niên lại trốn sớm ấy nhỉ. Ui bỏ mẹ, anh ơi, bỏ đầu. Anh ơi này, nó bắn mình rát vai anh em ơi. Nhưng mà 100 phát bấu thì không bằng 1 phát vả. Vả phát thì sập nguồn luôn anh em. Thế là thanh niên lên bản điểm số, sập nguồn luôn, không cần nói nhiều. Nhưng mà pha đấy công nhận là cũng hơi căng, kẹo còn có 50 máu á. Vai, thật ra tớ cũng không nghĩ là mấy thằng này bắn nó ghê, nó kinh khủng như vậy. Yeah, ok. Công môn này chuẩn chỉ hơn chưa anh em? AK, ông Gammonic này, ui rồi. Full trang bị đồ tím luôn, vãi chưa. Cậu ấy sành điệu chưa, lại còn thêm quả cây shotgun 1887, tớ bắn thì thôi rồi anh em. Shotgun cầm one shot thì mấy thằng địch có mà ngồi đấy mà khóc luôn cơ ấy chứ. Nhờ. Yeah. Ê. À đây rồi. Ui ôi, thanh niên còn chưa kịp nhìn thấy tớ ở đâu ấy, đã lên bản điểm số rồi. Ui cái này là không biết là đi đứng mắt để đi đâu anh em ạ. Wow, khu vực thung lũng này. Ui cái cỏ này nó cao phết, nhưng mà tôi nghĩ là cái cỏ này thì anh em cũng chưa núp được đâu. Với lại thì nhà xung quanh khu vực thung lũng nó thay đổi khá là nhiều, kiểu cảm giác ok luôn anh em ạ. Được đấy, chất lượng đấy. Yeah. Mà còn tận 9 đứa cơ. Thế không sao đấy, theo chân chú khủng long rồi. Chú khủng long ngày hôm nay đi quẩy nốt mấy đây, 9 đứa còn lại thôi mà, lo gì có 9 đứa. Yeah, trên này còn ai không nhở? Vắng quá đây anh em, thế nào trên này lại vắng thế nhở anh em nhở? Chả thấy thằng ma nào cả, vắng tanh như chùa bà đanh thế này. Yeah. Cái kia là Monster Truck, thế mà tớ còn tưởng là có thính cơ. What the fuck, tại sao lại là Monster Truck vậy? Từ chối hiểu luôn anh em. Yeah. Ui chúng nó lại còn tự giết nhau kìa. Biết đi đâu để tìm em, biết đi đâu để tìm thấy em. Đôi khi ngu ngơ cứ tưởng rằng em đang ở đây. Ôi, các bạn ơi, các bạn trẻ của tôi ơi. Tớ nghĩ là ở xung quanh cái khu này kiểu gì chả có người. Ui, cái nhà này to vãi lì luôn. Mà thề luôn anh em ạ, kết mấy quả nhà L vãi, kiểu như là nó thay đổi hoàn toàn anh em. Ui, mấy cái nhà kho, nhà chứa các kiểu này. Ôi có cả mấy cái nhà để xe trông nó cũng pro hơn, ôi kiểu siêu cấp VIP pro luôn đấy chứ. Bo thu ngay cái khu vực này là cái gì nhỉ? Nó đổi tên rồi anh em ạ, tớ cũng chưa biết là đọc như thế nào, bản đồ nó đang bị ngược vãi thật. Ê, bình tĩnh nào. Bản đồ nó vẫn đang là tiếng Anh cơ không ạ? Thế mà ngôn ngữ game lại là tiếng Việt, kiểu như là chưa kịp Việt hóa. Ui vỡ đầu. Trời ơi, lái xe không biết là tính chạy đâu, vỡ đầu sợ chưa. Còn 4 đứa á. Ui căng thẳng đấy, cái bo bé tí này còn 4 đứa đấy. Ui thanh niên nào mà vừa lộ cái đầu ở trên kia vậy, có muốn vỡ đầu không? Ui mà nó còn câu cả lựu ra chỗ mình luôn. Ui anh ơi anh đừng làm như thế anh ơi, em sợ, em không hiểu anh là anh đang định làm cái gì vậy. Ui, nó lại câu lựu ra. Thôi anh nhá, bình tĩnh anh nhá. Ui, cái gì đấy? Toàn kiểu liệu liên tục. Vậy nào, ra đây khổ. Người ta có làm gì bạn không? Có làm tớ đang còn phải trốn sau cái thùng container này. À thế à, làm sao? Mày đi nó solo với mày không? Tớ đang hơi kiểu như là đang kiểu xoắn quẩy anh em ạ, chưa dám ra solo với nó cơ. Yeah, có giỏi thì ra đây.
Lại ngồi đấy à, có giỏi thì ra đây. Nó cũng không ra anh em. Wow. À, thế là bây giờ là tớ với nó là hai anh em quyết định là chơi nhây với nhau luôn. Ui ôi, chơi nhây với nhau luôn anh em ạ. Đôi ta ở trên tình mạng, ở dưới tình yêu luôn. Xem là nó làm gì đây. Ui, thằng này chả có gì ngoài lựu đạn. Ơ nhưng mà thằng nữa, phải cả game. Thôi, à không sao, không sao. Không sao anh em ạ, tớ vẫn sống. Ui, cuộc tình tay ba luôn. Trời ơi. Phải cả game, ơ cho nó bắn nhau kìa. Ui, cơ hội của xí kẹo đến rồi. Nhưng mà thằng kia nó lại ngồi xuống. Thằng kia nhanh trí phết nhờ, được. Lên đã bắn xong cái nó ngồi xuống luôn anh em ạ. Thông minh nhở. Ui. À lại còn dựng cả bóng keo ra đây nữa. Ui. Vãi. Bên tay phải mình có người đấy. Thôi anh ơi anh. Chặn đường nó kia anh em, nó không ra được. À làm sao. Ui anh ơi, anh làm gì đấy này anh ơi. Yeah 9 kill, còn thằng cuối. À đây, ra đây. Này làm sao. Ui ôi, còn tí máu nhá. Chết con mẹ mày rồi. Còn tí máu thôi em ơi. Ui cái gì đấy. Nào, ra đây. Nó còn có xíu máu thôi anh em ơi. Ơ nhưng mà tầm này thôi. Nó tranh thủ được quần máu rồi, tôi thề với anh em luôn. Kiểu gì nó cũng tranh thủ được quần máu rồi. Thế nên là chắc là có lẽ là không kịp đâu anh em ơi, căng thẳng phết nhá. Ui, còn quả mạng cuối đấy. Ơ nhanh để còn win game chứ anh em. Ui, kìa, nó cầm dìu nó dọa tôi. À, thế á. Yeah, buya. Và mọi người ơi, đừng quên đấy là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.